vị và các bạn, hàng chục năm nay, người Xê Đăng dưới chân núi Ngọc Linh đã biết đến cây sâm dây. Theo thời gian, giá trị kinh tế của loài dược liệu này ngày càng được khẳng định. Vài năm nay, sâm dây cũng lên cơn sốt, chúng bị khai thác đến mức cạn kiệt. Chính vì thế, đưa sâm dây về làng, biến nó thành thứ cây hàng hóa không chỉ giúp bảo tồn, phát triển loài dược liệu quý này, mà qua đó giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Ngọc Linh, xã xa nhất và cũng còn nhiều khó khăn nhất của huyện Đắk Lây là vùng đất của sâm Ngọc Linh, loại dược liệu quý hiếm, và sâm dây, loại dược liệu được ưa chuộng hiện nay. Tại đây, người Xê Đăng bao đời gắn bó với ruộng bậc thang với cây lúa nước. Cuộc sống có phần đổi thay khi người dân biết phát triển cây cà phê, cây bời lời. Tuy nhiên, những loại cây này chưa trở thành nguồn thu nhập chính đáng kể cho người dân. Vài năm trở lại đây, sau cơn sốt của sâm Ngọc Linh, sâm dây cũng lên ngôi. Tranh thủ những ngày rẫy ruộng đã xong, người dân lại vào rừng đào củ sâm dây để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Theo quy luật, cái gì ăn mãi rồi cũng đến lúc hết, củ sâm dây không là ngoại lệ. Biết từ là khi thành lập sự nghiệp năm 8788 ấy, là biết từ đó là hồi trước họ phát động trong một lần, nhưng là kiểu là đường xe đường đô là không có ai mưa, họ hủy tiếp, còn này tiếp tục để kiếm trồng rừng á, có cũng to, ngày xưa họ phát ra nhiều ở trong rừng á, tiết khu rừng xa là cũng nhiều, hay họ đi kiếm sắt về nhà, có cái nào bán cái trồng lại. Thế bây giờ mình vào rừng còn kiếm được củ sâm dây nữa không ạ? Bây giờ thì trồng rừng thì hết, chỉ còn chỗ vườn. Buôn bán ở khu vực xã Mường Hong, Ngọc Linh 14 năm nay, chị Nguyễn Thị Hợp biết rõ mọi nông sản người dân làm ra cũng như những thứ họ có thể kiếm được từ rừng. Trong đó có củ sâm dây. Củ sâm dây dù mới được buôn bán 4-5 năm trở lại đây, nhưng đây là mặt hàng cung luôn không đủ cầu. Người hỏi mua ngày một nhiều, trong khi nguồn hàng ngày càng khan hiếm. Chất lượng sắm thì chẳng thể cũng được, nhưng cậu mà càng ngày nó càng ít đi, càng ngày chẳng càng nó không có này cho nên ít, mà thôi thì nhiều. Cây sâm dây đang mất dần trong tự nhiên, đó là một thực tế, trong khi đây là loại cây có giá trị kinh tế cao. Làm cách nào để cây sâm dây trở thành cây hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân ngay trên xứ sở của chúng? Điều này không phải là không thể, bởi tại huyện Tumorong, cũng là quê hương của cây sâm dây, đã có những hộ dân trồng và phát triển kinh tế từ loài cây này. Sâm dây là quen thuộc với nhân dân ở đây là cũng từ lâu năm nay rồi. Đấy, trong khi đó là nhân dân cứ đi khai thác rồi bán, rồi hình như là tình hình của cây là hầu như là tuyệt chủng. Đấy, bởi vì là cây sâm dây là so với các loại cây khác ở xã Ngọc Linh nó là giá cả nó gọi là thấy là đông đều, là có giá cả hơn. Đấy, còn các loại cây khác hầu như tôi rằng vẫn có giá trị kinh tế nhưng mà là rất là thấp. Đấy. Rồi còn thứ hai nữa, chỗ nhân dân đó là muốn đó là sau này là nếu mà có vốn đó, nhiều hơn nữa, người ta sẽ trồng gọi là các thôn sẽ trồng diện rộng, chắc chắn là hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn. Đấy, bởi vì là sâm dây đấy là khí hậu gọi là vậy thô nhưỡng ở đây là rất là yên hòa, là phù hợp với là cây sâm dây. Theo sách từ điển cây thuốc Việt Nam của tiến sĩ Võ Văn Chi, nhà xuất bản Y học, năm 1997 thì cây sâm dây có tên khoa học là hồng đẳng sâm hay đẳng sâm, là cây thuộc họ hoa chuông, có quả ăn được, rễ củ có thể ăn sống được, ngọn và lá non có thể dùng chiên xào hay nấu canh ăn. Củ sâm dây được dùng làm thuốc chữa cơ thể suy nhược, mỏi mệt, ăn không ngon, đại tiện lỏng, phế hư, thiếu máu, vàng da, bệnh bạch huyết, viêm thượng thận, nước tiểu có albumin, chân phù đau. Chúng còn dùng làm thuốc bổ dạ dày,
chữa ho, tiêu đàm, lợi tiểu. Củ sâm dây đang rất được ưa chuộng tại Kon Tum. Một ký sâm dây tươi có giá từ 50.000 đến 80.000 đồng, còn củ khô có giá khoảng 400.000 đến 500.000 đồng. So với những loại cây trồng khác hiện có ở Kon Tum, rõ ràng đây là loại cây có giá trị kinh tế rất cao. Do đó, đưa cây sâm dây trở thành cây hàng hóa được xem là cách làm phù hợp với thực tế hiện nay. Đây là vườn sâm dây được trồng cách đây 6 tháng tại làng Tân Rát 2, xã Ngọc Linh. Chỉ mới mấy tháng nhưng chúng đã cho hoa, trái và lá vẫn còn xanh tốt, mặc dù nơi đây sắp bước vào mùa khô. Ngoài trồng chuyên canh, cây sâm dây có thể trồng xen canh với cây cà phê, cây mì, bắp và trồng bằng hình thức nào, chúng cũng đều phát triển. Xuất phát từ đâu mà chúng ta lại có ý định đưa cây sâm dây? Xuất phát từ một cái đề tài của Sở Khoa học Công nghệ triển khai cách đây 3 năm về cái nhân giống cái cây sâm dây này, và trên cơ sở là cái kết quả của đề tài thì bây giờ mới nhân rộng để cho bà con để trồng cái sâm dây này. Bước đầu triển khai thì chúng ta có cái đánh giá như thế nào về cái sự sinh trưởng và phát triển của cây sâm dây ở cái vùng đất này ạ, thưa ông? Qua triển khai được 6 tháng đầu năm đến giờ thì chúng tôi nhận thấy rằng cái sâm dây thì nó có hai loại, một loại thân màu tím và một loại thân màu trắng. Và tốc độ phát sinh trưởng phát triển thì ở vùng Ngọc Linh này có tốc độ sinh trưởng và phát triển là nhanh nhất. Thứ nhất là đất nó tốt, thứ hai nữa là cái sâm dây ở đây thì cái củ nó phân nhánh rất là mạnh. Như cái vùng măng bút của Công Long hoặc là cái vùng măng ri của Tum Rông thì lại không được phân nhánh, mà củ còn ở đây là hầu như là phân nhánh ngay từ đầu. Cái cây phân nhánh và cái củ phân nhánh và nó phát triển rất là mạnh. Cái tốc độ phát triển cho tới giờ chúng tôi theo dõi thời gian đầu đây thì chỉ có gần gấp đôi so với các vùng khác. Đối với cái cây sâm dây này thì người dân có thể là dễ dàng tiếp thu được cái kỹ thuật trồng và chăm sóc nó hay không? Và trong quá trình trồng chăm sóc thì bà con cần lưu ý những điều gì thưa ông? Thứ nhất, cái cây sâm dây cho tới giờ này triển khai thấy rất là dễ trồng. Nó phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai thổ nhưỡng ở cái vùng này luôn. Và khi trồng ở đây thì người dân, đồng bào người ta tiếp thu rất là nhanh. Trước đó người ta cũng đã biết khai thác trong rừng rồi, nên khi về người ta một phần nhà nước cấp, một phần nữa là người dân có khai thác từ rừng, người ta đem người ta trồng trong rẫy người ta để người ta phát triển cái cây này. Và cái cây này khi trồng á, lưu ý là khi chúng ta trồng thì chúng ta không được lấp hết đất, mà chúng ta phải để cái đầu củ nó lên một chút. Chúng ta lấp đất thì nó dễ bị thối, nên lưu ý là trồng thì ở cổ lên và lên luống trồng để cho nó tốt. Như vậy là chúng ta xác định cây sâm dây là sẽ là một cái cây hàng hóa giúp bà con ở đây xóa đói giảm nghèo. Vậy thưa ông, thì để đạt được điều đó thì chúng ta cần phải đạt được những điều gì? Thứ nhất ở đây là cái vùng này thì các cái điều kiện đất đai thì có rồi, chỉ bây giờ nó khó khăn nhất là cái nguồn giống. Bây giờ hiện tại giống thì mình cái lấy cũ từ ấy thì rất là khó. Trong cái đề tài của Sở Khoa học cũng đã nói tới cái chuyện nhân giống từ hạt, và chúng tôi cũng đã làm thành công ở đây. Thì sắp tới đây thì nếu mà để mà chủ động phát triển nhanh và rộng ra thì phải có cái nguồn giống tại chỗ, và phải hướng dẫn cho bà con làm cái nguồn giống tại chỗ từ cái hạt của cái trái sâm dây này. Đây, cái hạt đây thì rất nhiều hạt, một quả dây là cho được 1.200 đến 1.250 hạt. Chúng ta chủ động được cái nguồn hạt này và chúng ta gieo ươm tại chỗ thì cái đó mới đẩy nhanh được tốc độ phát triển mà mở rộng được cái diện tích trồng sâm dây cho đồng bào. Ông A7 là một trong số 11 hộ dân được Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Kon Tum hỗ trợ giống và chọn làm mô hình mẫu trồng sâm dây ở xã Ngọc Linh. Vườn sâm dây hơn 2 sào của ông đang phát triển rất tốt, có thể cho thu hoạch chỉ trong vòng 2 năm. Trong cây sâm dây thì không khó, nếu mình tích cực làm cái đó thì dễ, so với cái khác là cà phê với quế là khó hơn, trong sâm dây là dễ. Theo giá trị kinh tế là sâm dây là nó cao hơn so với cà phê quế. Ở đây họ mua là sâm dây là 50 đến 60 một ký, nếu là bán nhà nước là điều kiện là cho cung cấp ít giống hoặc là người nào cũng đều mượn trồng hết. Chỉ cần chủ động được cây giống, diện tích sâm dây ở xã Ngọc Linh sẽ tăng lên trong những năm tới, bởi giá trị kinh tế của loài cây này người dân đã thấy. Kỹ thuật trồng chăm sóc cây sâm dây lại không quá phức tạp. Cùng với cây lúa, cà phê bời lời, cây sâm dây hứa hẹn sẽ là cây kinh tế chính của người dân nơi đây,
nếu chúng được đầu tư và phát triển một cách hợp lý.